បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹង Channel សំចម្រើនស្ដីពីមេរៀន ban trút bên đất tam rìa bát thiên bảo yến bát thiên nai bát thiên nè làm bài quạt rìu chiu mơ thả ai cái sao bảo yến cài trăng cầm rắn nà ai được nó nốt mình thả chỉ biết sao khmai được có biết sao ông lấy thế anh đi nhầm thôi chỉ biết sao khmai chẳng bằng hai lúc này chỉ biết sao khmai làm bài vậy đằng thả yến prà chỉ biết sao khmai có ai prà ban đại chẳng nơi khnạ pì để yến chọn vừa tới lừa ai cái sao đại dương đại ơi thân đại đặng nòm quạt sầm ra quạt thời cài quạt biển đất mới chẳng miền đại khan đại mấy thứ với về núc dương thân đại đặng nòm nó quạt thử phơi ca bằng hai môi hay lẽ cả nã này ca này dương thở bằng hai nó cứ dương đại trạch chế ai quạt trạch chế như được quạt cầm mình chẳng có nông niêm dương chỉ nè đại quạt chia manager được cái dương thở review từ lứa ca nghe nó ngay ta tá dương thở cầm mình được cái cái tầm rồi dừng mấy cái là rồi còn lúc cái này là chẳng dừng thời châu thực nông ha châu tới lời ạt bọt nó cài lời ạt bọt nó chẳng như châu thực nông review rồi đã bài tracking change on nè track on track change track option chúng mới change username chẳng dừng ai bắt đầu chmua nè nè các bạn ấy bạn này computer dừng chmua ấy dừng biển chmua là ngay change tracking option chẳng hạn chỗ tôi không làm bởi sợi bò nè sợi bò thay vì highlight chẳng hạn như tôi tới nè underline nè bài số nè chỉ là cái này ca cầm nọt môi môi chẳng những ai plug đồ bò vì miễn anh ta này bỏ vì insert cell nó về insert cell thay delete cell lục tranh chẳng á chẳng ai thì bạn chẳng ai cài đồng sum rú ro option nâng tầng học máu chẳng bạc tech change track change nâng tới rồi p để dựng cái rồi p để dựng lúc cứ dựng nâng miền sân nhà này nâng lúc chẳng nhầm chẳng lúc này nè chẳng là p để dựng lúc khơi miền ở tầng này này lúc nó cứ việc cú mình tuột bỏ cả hòm vì lờ hái à xó nó cứ lại tới chỉ bỏ cả hòm này chẳng dựng lúc à xó này hay bởi dựng chẳng thám có thay mạnh này nè dân thèm tử dân ai thèm xâm nào sống đồ mà chỉ khoai với bà xâm nào sống thảo vị ca ca xâm rập vị sẽ cả cam tử cái này bất tịch chẳng tờ và chẳng là rồi về để dừng lốp vì miền bắc toát ta là về để dừng thái vì miền bắc toát là bị cào này được khnề rồi có trăng chậm nổi nắng nè hay lúc này ai comment chẳng ai đặt tham gia chẳng ca chẳng ấy những comment ngỏ xu thế cô bụng no những ai insert comment new comment đặt khó sơ trăng chậm nổi nắng chụp comment này dừng cái gì mà comment đi mui rọc mùa hẹn xinh mà rọc mùa hẹn xinh chẳng dân chẳng comment dân chẳng xua rồi có miền dùng nụ ấy dân ai xua bạn nè chưa dùng bỏ lấy có dừng ai lược lãng được không comment nên đài nên tạ thông cho mình nên track chain và tập bị track chain nắng cứ dừng trao pin nên từ lơ tape nè từ lơ chậm nói là tay tiết nè review tape nó miền spelling miền research miền này bạn nhiều một chọn để dạy pin nắng nhiều chọn để dạy pin track chain final show markup nhìn từ final show markup ấy xem revise pin ấy các bạn hay dớ cả ai trong trong này tệ tốt cho mọi người
accept ឬក៏ reject នេះ accept and move to next accept all change in document អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកែគ្រប់អត្ថបទគ្រប់ទំព័រគ្រប់ពេចអីបើសិនជាយើងគិតថាត្រឹមត្រូវហើយទេយើងអាចទទួលយកណា accept នឹងទទួលយករាល់ការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងអត្ថបទណាមួយទៀតក៏យើងអាចក្រៅពី accept យើង reject reject and move to next ឬក៏ accept and change in document បើមានការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងណាផ្សេងទៀតក៏គាត់អាចនេះដែរឬក៏ឧទាហរណ៍ថាគាត់ say ដូរទៅនេះលុបនេះចោលណាគាត់អាចមើលនេះ reject change reject and move to next នេះបើមានច្រើនវាចេញតែមានអាហ្នឹងណាមកយើងអាច accept ក៏បានយើងអាច reject ក៏បានណាតែក្នុងនេះយើងចុច reject មក1 1 by 1តែម្ដងនេះ all អស់ comment ក៏ដូចគ្នារបៀបដាក់ comment ណា select លើ comment រួច delete comment delete comment មួយទៀតបើសិនជាលោកអ្នកឃើញថាអត្តបទរបស់យើងនេះអត់មាន track change ទេយើងដាក់ track change ចេញវិញនៅពេលដែលយើង submit ទៅឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ពិនិត្យហើយកែសម្រួលទៅលើឯកសាររបស់យើងនៅពេលដែលយើងដាក់ទៅយើងអត់មានបានដាក់ track change ឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំគាត់អត់ចេះប្រើលក្ខណៈ track change នៅក្នុងអត្តបទគាត់ឃើញអីគាត់កែនឹងអញ្ចឹងគាត់កែគាត់អីគាត់បាយអីតាមតាធម្មតាបន្ទាប់ពីនោះក៏យើងអាចចូលទៅក្នុងកន្លែងrevise មួយទៀតណាដើម្បីដឹងថាអត្តបទរបស់យើងគាត់កែនៅត្រង់ចំណុចណាដោយសារតែយើងអត់បានដាក់ track change អញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរអីក៏គាត់អត់មានដែរអញ្ចឹងយើងបើកមកឃើញអត្តបទគាត់កែហើយហើយចង់ដឹងថាគាត់កែកន្លែងណាក៏យើងអាចទៅចូលទៅក្នុងចំណុចមួយទៀតណាទៅមាន2ចំណុចអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងត្រូវយកទៅធ្វើនោះគឺទី1គឺឯកសារចេញពីដៃយើងទៅចំណុចទី2ជាឯកសារដែលយើងទទួលបានពីគាត់បន្ទាប់ពី revise ហើយបន្ទាប់ពីកែហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវ save នេះខ្ញុំ save វា save អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីនោះយើងត្រូវចូលបើក word មកនេះខ្ញុំបិទ word មកវិញមកបិទបិទអញ្ចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំបើកវិញអូ win word អូខេអញ្ចឹងជាអត្ថបទថ្មីយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងដើម្បីចង់បានដឹងថាអត្ថបទរបស់យើងតើមេគាត់ revise ត្រង់ចំណុចណាខ្លះហើយគាត់កែត្រង់ចំណុចណាខ្លះយើងចូលទៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីចូលយើងចូលទៅក្នុង revise review ហើយចូល compare ប្រើ tool compare ទៅលើទិន្នន័យរបស់យើងអញ្ចឹងចុច compare ទិន្នន័យនៃអត្ថបទរបស់យើងដែលយើងប្រើដំបូងនៅមួយណាអញ្ចឹងយើងទៅបើកមកនៅកន្លែងណាដាក់នៅក្នុងដាក់ស៊ីអេក្សាំផលអរីជីណលអូខេត្រង់នេះយកអរីជីណលដក يو មិនដែលយើងបានប្រើដែលយើងបានមុនពេលដែលយើងផ្ញើទៅគាត់បន្ទាប់មកទៀតយើងកន្លែងនេះ revise document ឯកសារចុងក្រោយដែលយើងទទួលបានពីគាត់មកវិញនេះ revise person នេះរួចហើយអូខេនេះជាចំណុចចំណុចដែលគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរចំណុចដែលគាត់បាន edit ណាជួយដល់ចំណុចនេះម្ដងទៀតស៊ូមសោះនេះចូលត្រង់ចំណុចនេះ show ប្រភពណាចង់បង្ហាញពីប្រភពឯកសារអញ្ចឹងឲ្យប្រៀបធៀបគ្នាថាឯកសារដែលគាត់លុបនោះគាត់លុបត្រង់ចំណុចណាខ្លះអញ្ចឹងយើងអាចមើលបានណានេះចំណុចនេះអានេះចម្រុច document revise ដែលគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរហើយចំណុចខ្លះដែលគាត់បានលុបចំណុចណាខ្លះដែលគាត់បានកែតម្រូវអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញបានភ្លាមត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងនេះ compare document អានេះ original document ហើយក៏ revise មួយទៀតយើងអាចសេរីត្រង់ចំណុចនេះ show
revise document ខាងនេះ revise document compare revise ហ្នឹងអាស្រ័យលើយើងដែលយើងចង់បង្ហាញ Okay អរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានតាក់ទងជាមួយនឹង review និង tracking chain របៀបនៃការតាមពិនិត្យមើលឯកសារដែលមានលក្ខណៈ tracking chain ដល់ជា comment មតិសួរដើម្បីឲ្យកូនចៅពិនិត្យឡើងវិញ ដូច្នេះ ខ្ញុំគិតថាអ្នកអាចព្យាយាមអនុវត្តបន្តដើម្បីទទួលបានការងារដែលគិតថាកាន់តែស្ទាត់ជំនាញ បាទអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដាន video នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទ សូមកុំភ្លេចចុច subscribe ទៅនឹង channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាន video ថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ